Chào tất cả mọi người nhé. Nay mình sẽ thử xem làm một clip gọi là chú nít chấm với lại làm với lại nước mắm xem như thế nào. Đây là bát không. Bát không bây giờ mình sẽ đi lấy những nước mắm mình có ở đây. Chai nước mắm 5 người mình à, 5 người chỉ cống luôn được chưa, 5 người điện nhị luôn đây. Bây giờ sẽ rót tí ra, mình ăn được cái 5 người này cũng khá là quen mồm rồi, khá là thơm rồi, cái nước mắm 5 người khá là ok đấy. Ăn tí đây. Chắc là mình ăn em người quen mồm còn đây chuối ăn cả nải rồi đấy, rất là thơm thấy chưa, chuối ăn cả nải vừa dụng ok chưa, vất phải là chín quá tác dụng nhỉ. Thì hôm nay mình làm cái video gọi là quả chuối mít để chấm với nước mắm ăn xem nó như thế nào. Mít chín nhé, xanh và đỏ xanh ngon đấy, chín vàng lươn nè. Mình đã thử chấm với nước mắm ra xem là nó ra làm sao đấy. Có bị làm sao không, bình thường thì mọi người biết đúng không, quả chuối này ăn rất là ngọt, rất là ngọt, bông ra rất là ngọt đây. Nhiều nơi thì chắc là cũng hiếm và có loại chuối này, đúng không? Hiếm của loại chuối này thì mình nghĩ là thì mình đang ở miền Bắc thì khả năng mùa chuối này mình thấy ít được trên TV nữa, tại vì ít gặp cho nên là nhiều người cũng không biết được cái chuối này là cái gì cơ. Nhưng mà đây là chuối mít nhá, chín hết cả nải rồi, đây à, hết cả nải rồi, đây, để chín vàng này mình ăn được, mọi người nhớ là để vàng này mình ăn được, nhưng mà hơi vàng không ăn được đâu, phải để vàng hết này, lần rồi làm chín ăn ngon, còn ương ương là ăn nó chát, mà không nhựa ăn nó chát. Bây giờ mình sẽ ăn một quả đầu tiên. Rồi. Giờ mình sẽ bóc vỏ đây. Bóc đúng kiểu bí tập luôn. Kiểu bí tập luôn. Quả này nó bị chim khoét rồi. Quả này chim khoét, chim khoét không nhỉ? Là chim khoét rồi, mình cho khó mà này, chim khoét nhiều quá, ở đây được mấy lỗ chim khoét, như sợ là dán nhấm vào, sợ dán nhấm vào mình sợ cũng bỏ này, không ăn, sợ dán nhấm thì chết dấp, mình sẽ bảo quản là ngon, đây mới. Bài luôn, đúng kiểu luôn rồi, đúng kiểu luôn, khá là thơm rồi này, thơm lắm. Khá là ok, thơm đấy, khá là thơm. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu thử thách chấm với là nước mắm.
nè. Vậy 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 trời rớt đi người chưa phát đuổi máu luôn này cả cướp một đầu luôn nước kinh ê ôi nhìn này ôi chấm phát đuổi màu luôn này nó nhìn có không bóng bóng không ôi. Nhìn này người nhìn giống cái gì vậy này đấy nhìn cái đầu này ướt ướt này ôi. Đuổi màu luôn bây giờ mình sẽ làm miếng nhé cũng khá là tò mò nhỉ chưa bao giờ thử phát thì thôi thì không bao giờ lần thứ hai không bao giờ quả thứ hai luôn mọi người không bao giờ quả thứ hai nói cho nhanh đứt hơi ngoan quý ngon thế này mà tự dưng chấm nước mắm làm gì đứt hơi đứt cả miệng mình thì rất là khó nuốt lúc đầu đưa bốc lên mùi nước mắm không lên mùi nước mắm xong rồi còn bị lợ lợ mòn mòn nhớt rất là khó ăn cho nên mình phải nhá bụi nhá vàng nhá bụi nhá vàng nuốt nó xuống không cho ra đây thì không làm sao cả thế tôi nhất là mình cũng khuyên mọi người tôi nhất là không nên làm thử cái thể loại này làm gì cả mình thử mình biết không có ích gì đâu không ra gì đâu đấy thằng qua hôm nay mình tò mò thôi mình tò mò mình làm thử thách để cho mọi người xem mình biết cái cảm nhận của mình thôi sau cái video này khuyên luôn là mọi người đừng làm như mình chả ra cái hệ thống gì cả không đâu ở đâu ăn là nó không ăn được khó nuốt nó chắc chắn là nó sẽ không ngon hơn chắc chắn là nó sẽ không ngon hơn chắc chắn là nó sẽ không ngon hơn nó sẽ không ngon hơn ăn không khó nuốt cực kỳ luôn nhá mọi người đừng có làm gì mà theo giống mình cái đội này chưa đâu mọi người không có quả thứ hai luôn chỉ một quả duy nhất và là một lần duy nhất video này mình làm như thế mình đang sẽ tốt phải đi uống nước nô đến nơi chết chả và sẽ dừng video đây nhé và hẹn mọi người video sau ấy, đi uống nước này chết 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 chết